Chào anh em đã trở lại kênh của mình. Như anh em đã thấy cái video vừa rồi thì hôm nay mình chia sẻ cho anh em cách ghép khuôn mặt mình vào nhãn dán và tích cơ ngộ nghĩnh hài hước nghe anh em. Cũng trong cái video này luôn, mình chia sẻ cho anh em cách thiết lập bàn phím bằng những cái nhãn dán và tích cơ vừa tạo, để khi anh em nhắn tin tương tác trên Zalo hoặc là Messenger có thể gửi những cái nhãn dán tích cơ cảm xúc của riêng mình. Nếu anh em hứng thú và thấy thích cái cách tạo tích cơ nhãn dán trên cái video vừa chia sẻ thì mời anh em theo dõi tiếp cái video này của mình để biết được mình làm như thế nào. Bây giờ mình xin được bắt đầu. Bây giờ anh em vào cửa hàng CXLAY, tải cho mình cái ứng dụng này, Samoy. Tiếng Anh mình cũng không chuẩn lắm đâu nghe anh em. Hiện tại thì mình đang chia sẻ cho anh em bằng cái điện thoại hệ điều hành Android. Và thông tin mình biết được là trên cái hệ điều hành iOS cũng có luôn. Ứng dụng này kết hợp thiết cơ với khuôn mặt của anh em, hoặc là bất cứ ai anh em thích. Tương thích với nhiều cái ứng dụng chat chẳng hạn như là Zalo hoặc là Facebook nghe anh em. Bây giờ anh em bắt đầu mở cái ứng dụng lên. Ở đây anh em có thể chọn là đăng nhập với Zalo, đăng nhập với Facebook, hoặc là không cần đăng nhập cũng được. Bây giờ mình chọn đăng nhập sao. Anh em chọn tạo thiết cơ ở đây. Ở đây anh em có thể chụp trực tiếp hoặc là lấy ảnh từ thư viện. Mình lấy ảnh từ thư viện. Bây giờ mình chọn cái ảnh này đi. Anh em chọn thay đổi mặt nè. Xong rồi anh em chọn thay đổi kiểu tóc. Sau khi đã chọn ý, anh em chọn OK nè. Rồi, ở đây toàn bộ thiết cơ đã được thay đổi theo khuôn mặt mình tạo nghe anh em. Để thay đổi khuôn mặt khác nhau, anh em vào cái chỗ biểu tượng đầu người ở đây. Ở đây có 6 cái biểu tượng: trùng trung, vui vẻ, buồn rầu, tinh nghịch, bất ngờ, giận dữ. Anh em có thể chọn ảnh để thay đổi theo từng cái cảm xúc nghe anh em. Ví dụ là mình chọn cái biểu tượng cảm xúc vui vẻ, mình đổi ảnh khác, tức là những cái thiết cơ nào vui vẻ thì cái khuôn mặt ở đây xuất hiện. Anh em nhấn vào vui vẻ, chọn biểu tượng chụp ảnh ở đây. Anh em có thể chụp trực tiếp hoặc là lấy ảnh từ thư viện. Mình chọn ảnh ở thư viện. Bây giờ mình chọn ảnh này. Anh em di chuyển bức ảnh sao cho phù hợp nè. Những cái bức ảnh mà anh em ghép vào đây phải rõ và trực diện khuôn mặt luôn nghe anh em. Anh em thay đổi mặt, rồi tóc, sao cho ngý, rồi bấm vào OK.
Xong anh em bấm vào cái mũi tên ở đây. Bây giờ anh em nhìn, đã được thay đổi ở những cái thiết cơ có cảm xúc vui vẻ rồi nè. Tiếp theo mình thiết lập bàn phím để những cái thiết cơ này xuất hiện trên cái bàn phím điện thoại của anh em nghe anh em. Anh em chọn cái biểu tượng là cài đặt ở đây. Anh em chọn là gửi thiết cơ từ bàn phím. Anh em nhấn vào cái chữ chọn. Anh em chọn bàn phím xa môi. Vậy là xong. Anh em có thể thiết lập theo cái ý muốn của mình ở đây. Chủ đề nè, bố cục bàn phím, hiệu ứng âm thanh, ngôn ngữ và kiểu gõ, gợi ý sửa lỗi. Xong rồi anh em thoát ra. Bây giờ mình vào Zalo đi kiểm tra nè. Tất cả đã được thay đổi nghe anh em. Bây giờ mình vào Messenger để kiểm tra lần nữa. Tất cả đã được thay đổi và thiết lập thành công nghe anh em. Nếu anh em không muốn sử dụng nữa, một là anh em xóa cái ứng dụng, và hai là anh em vào cái phần cài đặt nè. Chọn cài đặt bổ sung. Chọn bàn phím và phương thức nhập. Chọn mặc định. Chọn lại cái bàn phím trên máy của anh em nghe anh em. Bây giờ kiểm tra lại nè. Đã trở lại như lúc đầu nghe anh em. Nếu như anh em muốn lưu trực tiếp về máy luôn, bây giờ anh em vào ứng dụng, chọn thiết cơ cần lưu. Anh em chọn chỗ tải xuống là ok. Bây giờ thoát ra tìm cái bức ảnh vừa lưu. Nằm trên cái mục xa môi luôn nghe anh em. Nó ở đây rồi. Mình xin dừng lại nội dung ở đây nghe anh em. Chúc anh em thành công. Hẹn gặp lại anh em ở những video kế tiếp của mình. Xin chào.